Xin chào các bạn. Johnny đang nằm tại căn phòng chỉ có 240 baht ở ngay phố Cape Town luôn. Mừng muốn xỉu vì đang gặp khó khăn và hết tiền chỗ đây nữa, khăn giấy nè. Nhưng cái bàn nhỏ, cái giường thì nó không có nó là so rẻ, mình phải chấp nhận mình ở chỗ rẻ mà mọi người. Nó là cái giường nó cho mình hai cái giường vậy đó. Nhưng mà là Johnny nằm một cái này. Còn không ghép là hai cái bình thường, nó cũng có hai cái khăn này, cái phần 200 nhiêu ta, 240 là 100 là thành 75, nên 150 thêm 20 nữa là thêm 15.000 đi, 165.000 dạng nhé, dạng như 165.000 Việt Nam mình nè. Cái móc nè, cái móc để đồ, và vì nó rẻ cho nên là phải toilet chung, như là ở trên đây nó bị cái mái tôn của nó là gì ta, cái mái của nó bể vậy đó. Nói chung là ở đây nó có ghi please keep cleaning don't make noise sau 10 giờ PM, turn off electric equipment when nobody in room, không có làm ồn sau 10 giờ, với lại tắt các thiết bị điện khi mà không có ai ở trong phòng. Ra ngoài thì nó như vậy nè, dịch cho nên chắc cũng vắng. Có toilet chung nè mọi người, toilet chung nè, bật điện lên coi. Toilet chung thì nó cũng rộng rộng đó, toilet gì đó nè, please leave the toilet as you would wish to find it, do not throw tissue paper on. Nó chỉ ghi đơn giản vậy thôi, với lại cái gương tắm có, cũng có sữa tắm cho mình luôn, ở vô tắm luôn. Vì bộ thấy cái check khách sạn rẻ đó, vô đại đó luôn, vô đã tắm. Thằng nhỏ nó trả tiền thối, thằng nhỏ con của chị chủ khóc bên má đây, tiền thối này mọi người, khác tiền thối là bao nhiêu ta, phải đưa tiền thối có đặt cọc 300 mai người ta trả lại cho mình nè, trong khách sạn mọi người đó. Nó rẻ thì mình ở như vậy mình chấp nhận. Ở xuống dưới review cái lobby nó có mấy con mèo đẹp lắm. Chợ mới vô mấy con mèo nó thích tôi, nó ôm quá trời luôn. Chờ tôi đi tắm nè, sau đó tôi sẽ kiếm một cái đảo đẹp nữa review cho mọi người. Chẹp chẹp. Tôi mắc cười hai bà mèo thấy tôi về khách sạn là đã chạy theo đi vô, mà hai con mèo đẹp lắm mọi người ơi, nó cứ theo cho nên hoài luôn, nó dễ thương lắm, nó cứ muốn coi nè, nhìn nó sang, nó đẹp ha, nó đẹp hơn tôi luôn á trời. Ấy nói giỡn vậy thôi chứ mình không có đẹp nha, nhưng mà nó đẹp quá này, con nó sạch sẽ mà ngon ơm, lên phòng tôi nó canh con đây cũng vậy nè, con đây lòng tới hai bà vô phòng tôi vậy đó trời, đứng trước cửa chờ mở cửa, muốn xin vô mà đứng nó ngó vậy nè, cũng phải xin phép lịch sự lắm. Ở đây nó nhảy quá, nhảy lên giường tôi luôn trời, trời là trời đó. Cái phòng cho nên là mang theo đôi dép với là ba lô vậy thôi, cái thảm yoga. Cái phòng nó như vậy nè mọi người đó, có hai bà mèo vô nữa, vui ha, cũng được rồi chứ. Em ơi, em này đẹp quá. Em kia cũng đẹp lắm nha, cái màu vàng bình thường nhưng mà nó rất đẹp đó, sang lắm nha, đó. Đó, chị muốn ra ngoài không? Cái giặt ọt hả? Cái giặt ọt hả? Mắm bệt ra tu hay cun đó. Bịt nó. Xin chào cả nhà, mình đã đến khách sạn thứ hai ở Phú Kẹp. Cả giá là 522 baht, là khoảng 400 ngàn. Việt Nam mình đã có hồ bơi ở đây nè mọi người, mình có thể bơi được trong cái dịp dịch này. Có những cái chỗ nó bơi được, bây giờ có khách sạn bơi được hết ở Phú Kẹp nè mọi người. 200 mấy baht đó, ngủ mấy quạt ngủ không được luôn. Nhưng mà phòng nó rất là dễ thương, anh chị chủ rất dễ thương, hồi nãy quay lại mướn phòng ở chỗ đó có máy lạnh luôn, có máy lạnh luôn mà có 350 400 mà giảm còn 350 cho mình.
mình để mình ở, nhưng mà cũng toilet chung á, toilet chung, cho nên là Johnny nghĩ là do Johnny sẽ về Bangkok luôn. Vừa có một ngày đắt hơn một chút xíu 100 baht mà ở được khách sạn có hồ bơi và có cả nhà hàng và cà phê ở đây mới mở, khách sạn này mới mở sao, cho nên là Johnny đã tới mạnh dạn thêm 100 baht rưỡi nữa là để mình thử nghiệm ở đây trước khi về Bangkok. Và cà phê rất là dễ thương trong cái khách sạn này luôn á trời. Ô, cả toilet nè mọi người, toilet này mọi người vô coi nha. Toilet trang trí cũng đẹp quá, gạch bông nè. Đeo khẩu trang vô trong quán để review coi. Review quán cà phê này mọi người đó, nhà hàng cà phê trong khách sạn luôn nha, đẹp lắm. Đu con, đu con. Đây có hình của mấy ngôi sao nổi tiếng bán áo quần, bán cà phê luôn nè. Bao nhiêu tiền một bịch vậy ta? Bao nhiêu bình tiền một bịch, nó không ghi ta. Ồ, nó có cái ly nữa hả? À, 790 baht luôn á hả? Cà phê đây 790 baht ha. Cái ly cà phê là bao nhiêu? 250 gram một ký. À, 700 baht, cũng 700 baht mọi người ơi. Ô, cà phê đây cũng giá cao quá ha. Là khách sạn. Cái bộ tôi đi ra, lơ ta lơ nha. Giá cao quá, 700 baht luôn một bịch cà phê. Còn đây là nhà hàng này mọi người. Wow, nhà hàng trong khách sạn luôn á. Đẹp chưa nè. Wow, mình vô coi thử nha. Không có khách mà quay nó quýnh. Thôi đi ra, qua check in khách sạn thôi nè mọi người ơi. Trước khách sạn tiền sẵn đây. Và bây giờ mình sẽ lên phòng coi thử như thế nào nha. Ở đây nó bán 100 baht một cái bịch nước bóng này hả? Bịch đựng rác rồi ta. À, bịch đựng rác 100 baht, nhiều màu, màu sắc của Thái Lan đó. Ở bên kia nó có quán cà phê gì ok quá không? Đó, ngồi chiêu chiêu ở trước nè. Vô check in thôi nào. Đây mình sẽ tự lên khách sạn đây và vào phòng của mình nha mọi người ơi. Người ta đưa chìa khóa rồi. Khách sạn này nó chỉ mới mở, nó mới mở trong vòng 2 tháng nay thôi mọi người ơi, mới. Ở khách sạn mới coi thử như thế nào. Khui phòng luôn, khui phòng mới khách sạn. Khách sạn chỉ mới có 2 tháng mở thôi nè mọi người. Coi tôi nè, mới đi đảo tay sách nách mang nè. Chú lùng, chú nắm lùng. Và căn phòng Nhật Bản, ở cái khách sạn này phong cách Nhật Bản mọi người ơi. Tại vì ở dưới nhà hàng là nhà hàng Nhật Bản đồ của khách sạn luôn á. Cà phê ngon lắm á. Thấy ở khách sạn rẻ, tự nhiên qua khách sạn có toilet riêng, tự nhiên tủi thân kìa. Tự nhiên thấy tủi thân kìa, lúc mình ở khách sạn rẻ mình không có tiền á, tiết kiệm tiền để mình đi quay. Mọi người nhớ subscribe giùm nha. Nói thiệt á, nếu mà không nói thì không ai biết. Mình không khó khăn thì mình không la lên thì đâu, người ta đâu có biết. Mình tưởng mình đâu có nhúc bấm giùm chuông. Ủa xin, không có nước gì hết vậy? Ủa không có nước gì hết trơn vậy trời. À đây nước đây. Mở vô cho tủ lạnh chứ ta. Rồi. Để giày hả ta? Để gì vậy? Móc đồ. Toilet nè mọi người. Cũng có máy sấy không? Máy sấy, phòng tắm, shower grill. Cái này. Rồi vậy thôi, đơn giản thôi, review xong rồi. Ngủ. Ngủ thôi mọi người ơi. Cái khách sạn này là Nhật Bản đó, kiểu Nhật Bản đó, có cái đĩa nè mọi người. Cũng là tiếng Nhật, nhạc tiếng Nhật. Đó ban đêm. Ở đây là hồ bơi ban đêm nè, lúc mà mình tới check in là buổi sáng.
ban đêm ngủ bơi đi làm cái nhà hàng khách sạn gì nhà hàng cái là cà phê đóng cửa bơi. Ủa nhà hàng nó còn mở cửa không thôi, mấy giờ rồi mà nó còn mở vậy ta? Một bơi mới 6 giờ sáng mà Johnny xuống order sao cái này nó giảm giá 62 baht à mọi người, rẻ quá trời luôn. Nhà hàng đẹp như vậy nè mà cái món này có 62 baht với order thêm dĩa mực nữa. Anh ấy là mực này, mực nhà hàng Nhật Bản có nhiều món quá trời luôn. Nãy giờ tôi nói tiếng Thái chị đây, chị tưởng người Thái xong rồi bắt đầu nói lâu lâu cái là ngớ ngớ ra cái nó ủa không phải người Thái à, tôi mắc cười quá đó. Nhà hàng mới có 6 giờ kém 7 giờ kém mà có một mình hả? Trang Anh còn ok ok chưa trả tiền mà đi á, đợi mắc cười quá. Có cái friend tot này cũng ngon quá hơn mà không có tiền ăn mà 159 bạc thèm ghê. Mới có 7 giờ kém là tôi xuống tôi người khách đầu tiên ở cái khách sạn mới mở này, 7 giờ cũng mở cà phê vô uống nha mọi người, vô ủng hộ cà phê quán mới đó. Mà mấy cái bịch cà phê đây 700 bạc luôn, mắc quá. Nhưng mà cà phê thì không có mắc, ly thì nó không có mắc. À, sáng sớm mà Phuket kẹt thì bên kia nó có cái quán cà phê gì đó. Đó, đồ ăn đồ uống nè, mấy cái cây trưng ở chỗ đây cũng đẹp. Xong rồi đi bơi, mấy cái bịch rác bán 100 baht nè, 100 baht đó mọi người, 100 baht bỏ vô thùng. Cảm ơn mà. ทานที่นี้ครับทานที่นี่นะครับใช่ครับ okay. นั่งนี้นะครับ người ta hỏi mình ăn ở đây hả hay là gặp ban hay đến về khách sạn. Bà tưởng tôi ở đâu cho tôi ở khách sạn mà bà tưởng tôi ở đâu. Đây này khách sạn mình nè mọi người, cây cối đâu cũng đẹp quá ha. Mực ở khách sạn đã ra rồi nè mọi người đó. Johnny mua hai món nó tốn 100 mấy á, 262 bạc. Trời, cái dĩa mực là 99 bạc cho cái tô cơm ứ nự này nè. Nó sale á, mình phải add like của nó, mình phải add cái app gì á, có 62 bạc rồi nè. Cũng 99 mà giảm còn 62 bạc, rẻ quá ha. Cơm không. Như là nấu đồ ăn gì mà rẻ quá, rẻ hơn ngoài đường luôn trời. Nhà hàng vậy cũng ok quá ha. Ăn xong mình qua bên hông nè, cà phê mở rồi 7 giờ rồi đó. Vô coi thử như thế nào nha mọi người. Đây cà phê ở đây bán 80 bạc là ai nha, nhưng mà Johnny kêu cái mùi nó ngon ngon đó, đó. Bạn đã làm 100 bạc thì bạn đã đăng qua đang làm cho Johnny, các bạn đây bạn trẻ cái luôn á đó. Đó, bạn đang pha cho Johnny mùi đây là mùi summer cho nó summer blend anh ấy chẹt lói hả không xem thấu rồi ra kha 1 pack ổn hệ nên chẹt ló 60 bạc đó. Một bịch cà phê là 700 mấy luôn. Nó cũng có nhiều bán nhiều đồ ha, cân đồ nè. Ai mê cà phê không mọi người? Ô cái này cũng đẹp quá ha, 1,700 luôn, đẹp quá ta. Wow, ủa 1,700 là lưng mình chẹt ló hả? Mấy tông luôn mà. Trời, một cái muỗng thôi về 1,700 nè, 1,000,000 mấy một cái muỗng chứ không phải là nguyên một cái này. Tôi tưởng nguyên một cái này là rẻ. Trời, một cái muỗng thôi mà 1,700, chắc tôi chết quá. Limited edition Taipei ha, Taiwan titanium cupping spoon. Limited Edition Taipei. Oh, VCC hả? Chắc là hiệu thương hiệu gì đó. Wow, mắc quá. Một cái muỗng mà 1,000,000 mấy. Tôi ở khách sạn mấy trăm ngàn tôi còn không có tiền ở nữa trời. Sách gì đây? Sách cà phê đó mọi người. Wow, sách cà phê cũng nhiều quá nè mọi người ơi. Wow, đẹp quá ha. Wow, mình ngồi đọc sách nào, sách coi đâu. Đó, review quán cà phê cho mọi người coi nè. Cái loa này mát hay không?
Marshall, có nước uống đó, view cà phê ngồi bàn được cũng đẹp quá ha. Đó, khách sạn là bên đây nè, Johnny ở bên đây nè, loa nó cũng để, loa nó để khách sạn rải rải ra, nhạc vang vang, ra bơi một cái, uống ly cà phê rồi ra bơi xong rồi đi về Bangkok hết tiền rồi. Review một khách sạn nghèo với là một khách sạn mắc, xong xong cuộc sống ở Ba Phú Kẹt không ở lâu được nữa, hết tiền. The long-term values of investing in relationships. How do you build meaningful working relationship in your supplier? As were often decades, one of the best coffee I ever bought here into my lab in the early fall of 2001 from Disco Mena of the newly formed exclusive coffee shop at Retiro Ashantio. And now showing on the phone with you. Thôi đọc điều đó mới cho nhức đầu lắm mọi người ơi. Ô, đây một cuốn sách Thái Lan và bạn đã tặng cho mình một cái bánh. Cái này là bánh để cho một cái kem để tặng cho mình. Sẽ cầm ly cà phê ra quán rồi qua hồ bơi ngồi uống thôi và bơi thôi. Nó liên thông với nhau cũng dễ. Đó, nhà hàng cà phê đồ có hết. Khách sạn này mới mở 2 tháng này thôi á. Hồ bơi cũng nhỏ nhỏ cũng dễ thương. Mà đều không có ghế nằm không. Chị nhân viên nói cho muốn đi chơi Việt Nam, chị đã ngồi đó chị cười. Chị nói sao bạn không kiếm việc làm, có ở bên đây đang cần người lắm. Vậy đó. Tôi nghĩ tôi ra Phú Kẹt làm luôn thiệt quá. Đi ngoài đường có cái bè kia và kêu cho em làm không. Chị ngồi đây uống một đèn.